Villa, bức tranh cảm xúc tại khu Nam Sài Gòn. Trái ngược với sự gò bó về không gian, biệt thự La Villa nhà bè đã chứng tỏ được sức hút của mình nhờ sự đầu tư vào mảng xanh, cảnh quan và an ninh khép kín. Dự án được xem là trái tim của khu vực quận 7. Tọa lạc trên tuyến đường huyết mạch Nguyễn Hữu Thọ, Nam Sài Gòn, chỉ cách trung tâm thành phố 20 phút di chuyển. Dự án La Villa của Kiến Á Group được quy hoạch như một khu đô thị mới, hiện đại, bài bản nhưng vẫn giữ được thiên nhiên trong lành. Điều này đã thu hút một lượng lớn khách hàng đến với La Villa để tìm kiếm một không gian sống yên bình nhưng vẫn được tiếp cận với những tiện ích và môi trường sống hiện đại kết nối với Phú Mỹ Hưng, quận 1, quận 2. Vị trí của La Villa có thể gọi là khu trung tâm của khu Nam Sài Gòn tại số 5 Nguyễn Hữu Thọ, Phước Kiển, Nhà Bè, cũng là giao lộ của Phạm Hữu Lầu và Nguyễn Hữu Thọ. Trong những năm gần đây, khu cửa ngõ phía Nam Sài Gòn ngày càng được đánh giá cao bởi sự phát triển vượt bậc về hạ tầng giao thông, cũng như những thông tin đầu tư uy tín cùng sự trông đợi từ nhiều người dân trong và ngoài nước. Những căn biệt thự tại La Villa sở hữu một công viên ven sông dài 400 mét, xung quanh là công viên nội khu rộng 4,6 hectare và nhiều cây xanh bóng mát. Do vậy mà không gian ở đây rất yên tĩnh, lại tiện nghi. Gần những biệt thự này còn có một chiếc hồ sinh thái rộng khoảng 1 hectare và những chiếc chòi nghỉ mát. Như vậy, không khí tại khu vực sẽ luôn được điều hòa mát mẻ. Nhìn vào những tiện ích trên, quý anh chị có thể hình dung ra được cuộc sống riêng của bản thân mình tại nơi đây, nơi sẽ xóa bỏ sự ồn ào vội vã từ cuộc sống hàng ngày và tạo nên không gian tươi mát, thoáng đãng cho gia chủ. Khi mật độ xây dựng của khu vực này chưa đến 30%, do đó khung cảnh bao quanh nơi đây là những mảng xanh của thiên nhiên ban tặng. Vừa chỉ mất khoảng 15 phút để quý anh chị có thể di chuyển về những khu vực trung tâm thì thật sự là nơi đây rất đáng để có thể quan tâm được. Nhìn rất xanh mát và yên bình, việc sở hữu một căn biệt thự ven sông tại dự án này rất nhiều người mơ ước. Nhưng nếu các bạn chưa có cơ hội thì chọn một căn biệt thự ven hồ thì hãy tham khảo ngay những căn biệt thự tại dự án La Villa này nhé. Hãy thử tưởng tượng mà buổi sáng tập thể dục xong, rồi ngắm nhìn về hồ sinh thái, nơi rất trong lành, mát mẻ, cây xanh lại rất nhiều, sẽ giúp cho anh chị có thêm nhiều năng lực hơn. Sẽ không còn nghe những tiếng xe chạy hay là các tiếng ồn khác. Thật sự, không gian sống ở đây rất là tuyệt. Và để tạo ra một không gian sống thường nhật, có thể gói gọn hết sự độc đáo của phong cách này là không hề dễ. Chưa kể, sự phát triển mạnh mẽ của một thành phố lớn như Sài Gòn đã khuyến khích sự ra đời của các cụm kiến trúc cao tầng hiện đại, khiến cho những khu nhà thấp tầng mang nhiều sự hoài cổ lại ngày càng khó tìm thấy. Thế nhưng, với La Villa, chủ đầu tư Kiến Á đã tạo ra một bước đột phá lớn trong phong cách thiết kế. Bất động sản tiềm năng chúng tôi cũng rất mong chờ quý anh chị có thể liên hệ với chúng tôi để có thể đi xem tận mắt khu biệt thự La Villa này. Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm và theo dõi kênh YouTube Bất động sản tiềm năng. Chúc anh chị có một ngày làm việc thật là vui vẻ. Hẹn gặp lại quý anh chị trong các video sau.